Rồi hôm nay xe cửa hàng xe Thái Bảo về xe rất là nhiều quý anh chị và con cô bác mình để phục vụ khách hàng yêu nè. Quý vị anh chị từ từ hãy chờ trong cái clip của em theo dõi từng cái xe ga tới xe số nghe. Sáng sớm em có khách mở hàng liền thấy không quý anh chị. Đó. Cửa hàng xe máy Thái Bảo phục vụ cô bác anh chị mình rất là nhiệt tình nghe. Một con quay A đã ra đây sáng nay em bán con quay A có 9.500.000 đồng anh chị. Rồi, mến chào quý vị khách hàng thân mến đã được lại kênh YouTube xe máy Thái Bảo ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên cho Thái Bảo xin kính chúc mọi người một lời chúc sức khỏe, một lời chào thân thương và lời chào trân trọng nhất. Thì hôm nay Thái Bảo về cửa hàng xe máy Thái Bảo là bán xe cũ đã qua sử dụng với quý anh chị, xe tầm trung. Thì ở đây em bán những dòng xe nhỏ từ 4 triệu 3 triệu tới vài để phục vụ bà con quý anh chị mình ở trong cửa hàng. Anh mà có đủ loại thành phần, đủ loại xe thì người lao động, người văn phòng, người học sinh, tất cả trong cửa hàng phải phục vụ người là đây. Đầy đủ tất cả những chiếc xe đã có. Thì mong quý anh chị hôm nay sẽ bảo vệ rất là nhiều xe để phục vụ bà con anh chị mình. Nhưng mà trong thời gian qua thì anh chị ủng hộ sau khi dịch thì ủng hộ rất là nhiều cho cửa hàng xe máy Thái Bảo. Thì hôm nay Thái Bảo về là một ít xe để phục vụ khách hàng. Và đặc biệt hôm nay cửa hàng xe máy Thái Bảo có thể giảm giá cho quý anh chị yêu mình, giảm giá từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi đồng cho một xe. Mà những chiếc xe nào Thái Bảo đã báo không bớt, không giảm giá thì anh em mình hỗ trợ tiền ship cùng nhau cho Thái Bảo nghe. Và bên cửa hàng xe máy Thái Bảo bán xe có ship. Nhưng hôm nay là có mùa dịch mới vừa qua, xe tải chưa vận hành nha quý anh chị, xe hơi bị chậm, ship hơi chậm nghe. Ship hơi chậm thì mong quý anh chị thông cảm. Cho chiếc xe nào mà anh chị thích thì em sẽ hỗ trợ bằng mọi hình thức, bằng mọi phương thức, mọi cách để ship xe tới anh chị. Và trở về cửa hàng xe máy Thái Bảo thì có 3 cái lĩnh vực là bán xe. Thứ nhất là tặng quà với khách hàng là thường xuyên rồi, kiến nóng và nhất là một phần. Phần thứ hai là cửa hàng xe máy Thái Bảo bán xe dưới 10 triệu bảo hành 6 tháng, trên 10 triệu bảo hành 1 năm nghe quý anh chị. Dưới 10 triệu em bảo hành 6 tháng, trên 10 triệu bảo hành 1 năm cho quý anh chị mình. Và chiếc xe này em xem em giảm thì em sẽ báo cho anh chị mình dễ hơn. Và cửa hàng xe máy được phép đổi xe trong tuần đến 10 ngày. Quý vị anh chị mình chạy chiếc xe, mua một chiếc xe của cửa hàng em đi, nó không bị lợi nhuận, thì không bị lợi nhuận cho anh chị, không bị thất thoát cho anh chị lý do. Thì trong cái xe cũ anh chị thì nhiều khi cái sơ suất rủi ro nó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào mình không biết được. Nhưng hôm nay thì đổi bán hai con xe đi, anh chị mua hai một cặp xe này, một con thì 15 triệu, anh lấy con này 18 triệu. Có 15 triệu anh lấy con 15 triệu anh chạy trong một tuần anh không thích, anh quay lại anh đổi con 18 triệu em buồn, anh chị buồn em 3 triệu. Mà anh chị lấy 15 triệu mà quay lại con 12 triệu em hồi lên chị 3 triệu. Đó là nguyên tắc cửa hàng của em, thì giá xe của em không nâng giá và không hạ giá, có nghĩa là đã niêm yết giá trên biển số rồi, chứ không phải chiếc xe này em nói chị mua 15 triệu anh chị đi một tuần tới lỗ 2 triệu liền. Anh quay qua đổi xe này cũng bán 18 triệu tính 22 triệu, anh chị mất không đi 6 triệu đồng tiền lãng phí cho khách hàng của mình một cách vô lý. Được rồi, em không ép khách hàng được quyền đổi, được quyền mua bán trao đổi xe, còn nếu anh chị bán xe lại thì lỗ 10%. Chị không đổi cho em lỗ 10% mỗi chiếc xe, thì đó là nguyên tắc cửa hàng, là cái gì động tất cả ai làm cũng đúng là như vậy. Để tiếp tục review xe hôm nay, cho Thái Bảo sẽ review xe cho quý anh chị mà review xe hôm nay nữa, xe về rất là nhiều nghe, không biết em review từ đâu.
Thì trước mắt thì giới thiệu anh chị một con đường thân thuộc, thì cửa hàng xe máy Thái Bảo nó nằm gần chợ đầu mối nông sản Thủ Đức nha quý anh chị, ngay ngã tư Gò Dưa. Thì quý vị anh chị có lúc nào đi tới cửa hàng coi xe là cứ điện thoại cho em đón được tiếp anh chị. Và không quay với địa chỉ cửa hàng xe máy Thái Bảo là số nhà 60 đường Bình Chiểu, khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Máy số điện thoại em đã chắc in trên màn hình. Và xin lỗi quý anh chị, trong lúc em quay cái clip thì nó không được rõ bên cái Zalo, nó không được rõ, thì anh chị kết bạn Zalo cùng em và nói nó có nội dung dùm em đó. Anh ơi chụp hình ha chị ơi, chú ơi ha, chú em ơi chụp cái xe đó cho anh chị coi, em sẵn sàng để phục vụ anh chị mình hết mình tận tình. Mà đến cửa hàng xe máy Thái Bảo thì đội ngũ nhân viên của bên em thì phục vụ khách hàng là em sẽ bảo dưỡng xe tại cửa hàng nghe. Anh chị ở gần thì cứ tới đem làm hết cho, không vấn đề gì hết. Em sẽ bảo hành cho anh chị bằng mọi mặt, mọi hình thức, rất chân tình và thật ha. Thì trong cái làm việc làm ăn thì nói chung là nhiều cái sơ suất xảy ra và rủi ro xảy ra thì không ai mong muốn đâu quý anh chị, không ai mong muốn mình làm những việc như vậy. Nhưng mà chiếc xe cũ thì em trong nghề của em đã biết được bao nhiêu phần trăm rồi, nhưng em phải cố gắng hết mình tận tình để phục vụ anh chị mình một cách là gọi là ưu ái nhất, chứ không phải là mình gọi là bán rồi thì thôi đâu. Nhưng ngày em qua, ngày em mua xe thì em chạy lên tới ngã tư Ân Sương á, nó bị hư bố thắng thôi. Em đích thân đánh xe tải chạy lên tới nơi đi chở xe về hỗ trợ một bố thắng đó, vì em đã phục vụ khách hàng tận tình thì mong quý anh chị hiểu cho em. Chứ không phải chiếc xe cũ mà một khi nó mới thì nó là 40 mấy triệu, như cũ còn 10 mấy triệu thì cái phần trăm nó giảm đi, tuổi thọ cũng giảm đi rồi, nhưng mà chất lượng nó còn cao thì mình phải cố gắng để phục vụ anh chị một cách tốt nhất. Thì như ông cảm cho, và để tiếp tục đi xe hôm nay thì em cũng nói rồi, làm người thì em là nói thật anh chị là làm dâu trăm họ, mà khi mua bán hàng này thì nói chung nó cũng là khó cho em. Xe sao còn nhiều anh chị, còn rất là nhiều xe sao, kho em cũng còn nhiều trong phòng trong quầy, bắt đầu giờ em review cho anh chị những con xe số nhỏ dễ thương để anh chị em đi làm. Thì cái giá cả không biết phù hợp hợp lý với anh chị hay không, nhưng theo quan điểm của em thì em thấy là ok. Bên đây em về một con Win như vậy đây, một con Win lại tiếp, con Win 18 em bán rồi, em bán ở Vĩnh Long rồi. Hôm nay em về một con Win 100, nói chung là xe Trung Quốc đi, nhưng mà xe rất là đẹp nha quý anh chị. Biển số là 36B9 anh chị, 7 triệu em không bớt nè. Vỏ bánh trước sau là mới tinh, em bán xe phải diễn tả cái vỏ luôn cho anh chị mình nghe. Vỏ bánh trước sau mới tinh, xe rất là liền, hẳn băng anh chị, đầu máy khô rang. Em cực kỳ, cái gì em nói ở đây em nói phải chứng minh, có trầy trước, có mới, có cũ, xe thẳng em báo thẳng. Nó bị tình trạng như thế nào em biết được, trước sẽ báo cho anh chị luôn. 7 triệu đồng, giá này em không bớt với anh chị để mở hàng cho nhiều con xe. Nên chị ship đi thì anh chị trả tiền ship giùm em. Chiếc xe rất liền và thẳng. Thì hôm nay em không có nói nhiều dài vào thời gian này, vì số lượng xe nó quá nhiều. Thì em qua giá được 5% xe cho mấy bạn, cố gắng phục vụ anh chị mình đây. Đó, đầu máy anh chị này nhìn nè. Nói chung đại loại xe quá thẳng anh chị, có 7 triệu đồng thôi. Em sẽ nổ máy cho chị nghe những chiếc xe này. Win. Anh chị nhớ cho em biển số này. 36B9 4341. 7 triệu em không bớt nha. Em nhận những cái nào em có giảm cho anh chị 1 triệu, 1 triệu rưỡi thì em sẽ báo cho anh chị. Còn anh chị em mình chia sẻ cái tiền ship đừng bớt, em tội vì em không lời. Ví dụ như em cái lên 8 triệu bớt triệu bình thường, nhưng những cái nào em sẽ chia sẻ anh chị đúng mức trong cái giai đoạn được bán hàng của mình nha em. Và tiếp theo này em về một Su Viva 53R9 7365. Một chui va thì nói chung là nó không có mới nha anh chị, máy móc thì em nổ nhẹ anh chị nghe, nó không có mới, đều xe thôi. Một chui va này máy đường nổ anh chị, nó sẽ đường lắc anh chị thấy không, nó máy đường nổ nữa. Su Viva 5,5 triệu đồng em không bớt nha, cái nào em bớt sẽ báo anh chị, em không, 5,5 triệu đồng. Cái máy nổ anh chị thấy chiếc xe còn đung đưa đó. Thiếu hai cánh bẩn ngoài, nếu anh chị mua đi làm, mua con xe đi thì vĩnh cửu thiên cung một cuộc đời, em bảo chính xác anh chị mình luôn. Suzuki Viva. Tiếp theo là em về một con Novo 6, thì Novo 6 này cũng rất là thẳng, nhưng mấy bữa em bán 16 năm cho nên em cũng sale khách hàng một con xe Novo 6 này, biển số 68M1 anh chị, 16198 này, 14 triệu không bớt, xe rất thẳng, anh thẳng từ đầu đến đuôi anh chị. Nó chỉ có trầy vài đốm nhỏ chứ không phải là không trầy. Gọi là xe mới thì nó xe cũ phải có trầy, nhưng mà xe không cấn động em bao anh chị nghe, vỏ bánh trước sau về vận hành nghe.
Thì em đã diễn tả tới cái vỏ làm gì, anh chị mua xe em nói rồi, cái vỏ mặn mòn cái thì anh chị về quanh đi quanh lại cũng vỏ mòn cái anh chị cũng mất đi là gọi là 500-700 ngàn đến 1 triệu bạc tiền, thì cái vỏ mình thay thì nó lãng phí. Đây Novo 6 14 triệu đồng gì anh chị ơi, biển số miền Tây thân yêu nghe, Kiên Giang 14 triệu đồng một con Novo 6 này. Novo 6 thì trong lúc hôm qua anh chị thấy những cái gì không rõ thì em này xe gì em chắc đây click anh chị nè, click em có nghe, rồi click rất thẳng đẹp nè, kim co nè, Sandero 50 nè, đó nằm ở trong này, nằm trong đống này em cũng không lo ra được để em quay. Và hôm nay em về một con Hà Nội không vội được đâu quý anh chị, một con Suzuki RC 2013 biển số Hà Nội 29i113625. Đó, xe thì đầu có rớt nha quý anh chị, xe đầu có rớt mà rất đẹp, vì Suzuki da thì rớt thì không có thay thế phụ tùng khác được, nó rớt như đồ còn riêng nguyên con anh chị. Giá rẻ bất ngờ 9.500.000 đồng em không bớt. Xe bánh mâm RC anh chị. Bánh mâm RC 9.500.000 đồng. Đó, xe không có trầy một vài chút nhưng bọc keo nguyên con gì, có trầy keo anh chị. Keo còn bọc nguyên con này. Bánh mâm vỏ bánh trước sau vận hành tốt. Đèn còi xi nhan đồng hồ chronomax đầy đủ, nếu những thiếu những cái gì hỗ trợ anh chị sau những cái đó. Đó anh chị coi keo bọc nguyên con nha. 9.500.000 đồng một Suzuki. Bữa nay em sẽ sale giá yêu thương cho anh chị luôn. Cái nào em bán em nói thẳng ra đó. Thì có 9.500.000 đồng một chút RC. Và đây một con tàu rút, như thường lệ thì một con tàu rút em về tàu rút cũng rất là xinh. Xe liền thẳng nha quý anh chị. Xe này không trầy xước nhiều, thắng đĩa. Máy móc em ru về vận hành. Đây xe này có bị cái chỗ bẩn em quay. Em quay tỏ tượng chị coi cái đó, chỗ bẩn có bị nứt một chút đây. À, mất một miếng mũ đen xíu xíu thôi đó anh chị, anh chị coi nó còn nguyên thủy, nó còn nguyên lốc này đẹp cực kỳ, hộp xanh gạt tay nè anh chị, thẳng băng nè, biển số Thủ Đức luôn, 59X2 nè, 13114, 6.500.000 đồng em không bớt. Chiếc nào em bớt thì sẽ báo em bớt anh chị. Những đây là xe em sale cho quý anh chị đây, rất là liền, em đi làm cặp vỏ bánh trước sau mới tan. Điện quay trong nhà trước, điện quay là xăng sau, điện quay mấy con trong nhà cho anh chị mình tham khảo nữa. Tàu rút em biết chị, anh chị biết chạy tàu rút ngon hơn Suzuki FE. Và đây tiếp tục một con RC bánh mâm, máy móc zin, đầu nồi chưa rớt, RC bánh mâm máy móc zin đầu nồi chưa rớt. Xe cũng phản lắm vậy, có trầy nhưng không đáng kể, em báo có trầy đó. Đầu nồi chưa rớt, biển số 36B3 nè anh chị. 19611. 10 triệu đồng em không giảm con xe này anh chị, em con nào em giảm là em giảm cho anh chị, mà con nào em không giảm là em phải báo chính xác anh chị luôn đó. Suzuki RC máy móc zin. 10 triệu đồng một Suzuki RC. Em bán được cái 12 13 nhưng hôm nay em mua được cái giá ưu đãi, em chỉ là trên một phần với một chiếc xe 1-200 ngàn thôi. À đến với anh chị bằng cái lòng nhân ái nó thật là anh chị luôn, anh chị không tin thì tùy. Nhưng bán hàng em có nói thật. Cái gì lương tâm của mình cảm thấy chia sẻ được là mình chia sẻ, bất nhất rồi bất nhất nha quý anh chị, chứ không có nói tầm bậy với anh chị đâu. Vivo thì có nhiều con là nó 16-17 triệu, nhưng mà có con thì nó ít hơn. Đây em mới quay trong này ra, tiếp tục ở trong này ra là còn nhiều xe nhưng mà quay một con Lay biển số 61X2-7710. Lay tình trạng có bắn dặm nhẹ nhẹ là chút xíu anh chị, nhưng liền nguyên con. Ủa mà xe zin mà có bắn là xe zin bọc keo nguyên con, xin lỗi anh chị, xe zin chưa có bắn. Một con lít này mua mới 46 triệu phân tích giá cả anh chị, phun xăng điện tử FI cốp lớn. Phụ nữ anh em đi làm công trình cũng được, mang theo có cái thùng thiệt to để đồ rất là tốt. À, một con lây liền từ đầu đuôi anh chị. 7710 10.500 giảm 1 triệu còn 9.500.000. Hôm nay em về một ly bạch ti. Ly bạch ti 43K1 này. 11371. 11.500 giảm chị 1.500.000 luôn, còn 10 triệu một ly bạch ti máy móc em ru chưa rớt anh chị. Bảo hành chị mà yêu mình 1 năm. Ly bạch ti. Bảo hành chị 1 năm. Ở trong lúc hôm qua mà gì không rõ thì anh chị mình cứ đừng ngại ngùng có nói ra một tiếng. Louis 60B1 thành phố Biên Hòa. 048 02. Đó, lốc máy chị nhìn này, máy zin nghe. Máy zin, đầu nồi chưa rớt máy zin. Nó có trầy một vài chút nha anh chị, chứ không gọi là mới ken.
Rồi 10 triệu 500 giảm 1 triệu, còn 9 triệu 500 đồng máy zin bảo hành chị 1 năm à, Lubiat. Tiếp theo là con 2 Yate. 2 Yate thì thường lệ đang bán 5 triệu mấy, nhưng con này máy móc em về vận hành tốt chạy luôn. 71H3 này 6287. Đây cục máy chị nhìn coi nó thẳng băng à. Mấy bữa em quay máy thẳng băng đó chị. Rồi giá có 4 triệu 8 ngàn đồng thôi chị nghe. Về chạy thua xe Trung Quốc là máy móc em chị làm Vivo có 4 triệu 8 ngàn đồng nên sale giảm giá cực mạnh. Thì để bán hàng thì nói chung trong cái hàng cũng còn lượng xe mới, lượng xe cũ cũng còn. Nếu em quay cho anh chị coi đây một Future X. Future X biển số 54979084. Chiếc xe này bánh căm thắng đĩa, tình trạng xe liền đầu nồi chưa rớt máy zin. Bây giờ ít mình sang con anh chị chứ không phải vì ít y nghe. Như xe này em thấy giá cũng tới, nhưng mà tại vì tiếng em Bình Dương á, thì Bình Dương nó mua xe này vừa đầu nó mua 26 triệu, nhưng đây là vẫn gửi em bán 24 triệu. Nhưng thôi em bán 24 triệu, bán anh chị triệu còn 23 triệu. Nếu anh chị nào đam mê con xe này 54979084 này, em sẽ chốt cho anh chị con xe này để em điện cho tiếng trực tiếp anh chị làm việc với ngày em luôn. Cho em bán hàng thì cái nào qua em thì em nói qua em, cho em nó trong cửa hàng có 1-2 chiếc ký gửi nghe anh chị đó. Bốt xăng đa hộp xay hơi xấu anh chị, nhưng mà 53V9 6436 này thiếu cây bẩn à, chồng chú Phao rảnh bắt bẩn giùm anh luôn nghe. Đây 6 triệu nghe, 6 triệu rưỡi hôm nay em giảm anh chị còn 6 triệu này. Bốt xăng đa bán có 6 triệu thôi nghe, em giảm anh chị 6 triệu một bốt xăng đa này đời cao nghe anh chị. Máy móc em đè nhẹ là chạy luôn, đi chở hàng là làm gì anh chị, lấy bốt xăng đa này chạy đó, đầu cổ rất là liền thiếu cái bẩn, mua em tặng anh chị cái bẩn luôn. Là một bốt xăng đa sang ra bốt Hà Nội không gọi được đâu. Ui con này cũng được liền lắm nè. Rồi biểu Sài Gòn rồi chứ. Và tiếp theo đây một tô rút có quảng cáo anh chị. Rồi 6 triệu nữa có thể bớt thêm chị chút cà phê nghe. Nhưng con này em về một con xe thì rút 8 triệu nữa anh chị coi này. Con tàu rút 61B117476. Nó coi nó đẹp gọi là hoàng mỹ nha anh chị. 8 triệu 500 ngàn đồng đẹp hoàng mỹ nè. Ít khi nào mua được con xe mà đẹp như vậy, máy móc zin đầu nồi chưa rớt biết gì mà những xe thẳng băng. Những con xe nào em có giảm thì em báo anh chị giảm, mà con xe nào em giảm giá không em bao tiền ship thì anh chị cứ liên hệ cửa hàng mình chia sẻ bằng tình thương mến thương chứ không phải không. Cái rút đẹp trời đất ơi, chưa thấy bao giờ luôn, đẹp như hôm nay luôn. Đầu rút. Và để tiếp tục bán hàng thì em cũng nói luôn với anh chị rằng trong cửa hàng xe máy Thái Bảo bán hàng có bao hồ sơ cho anh chị nghe. Phí hồ sơ là từ 1.2 triệu đến 1.5 triệu đến 2 triệu đồng. Nhưng mà tùy theo huyện, tùy theo tỉnh nghe. Nhưng mà khách hàng của em đa số 90% là người ta ít rút hồ sơ, tại vì hỏi anh chị những xe này rút hồ sơ làm cái gì? Rút hồ sơ làm cái gì? Nó nhỏ tiền mình đi làm phương tiện đi lại tạm thời trong vòng một thời gian nào đó. 1-2 năm mình đổi xe khác mình chạy cũng được, vẫn bình thường. Còn anh chị muốn cần theo quan điểm của em là như vậy thì đa số khách hàng của em ít rút. Còn anh chị muốn rút hồ sơ thì em sẽ hỗ trợ anh chị hết mình. Nhưng mà trong hôm nay mùa dịch hồ sơ cũng hơi chậm, chứ không phải em nói thẳng trong đó cù công. Nó thằng anh chị bán hàng hứa hẹn. Bây giờ hồ sơ rút hồ sơ mà giờ nói anh chị rút là bữa nay đưa cái một nhưng 3-4 tháng sau nó không có cái hồ sơ cho anh chị. Thứ nhất cũng chậm. Cà vẹt không có, biển số không có, lấy cái gì anh chị đi. À thì ra mà có cái xe là mà cần câu cơ mà giờ nó nằm chỗ thì cũng như không. Thì em cũng báo có anh chị chính xác như vậy, nếu cần hỗ trợ em sẽ hỗ trợ anh chị mình hết mình nghe. Hôm nay em về một xe rút ADC. À, bánh mâm thắng địa. Con này con nào mới về em báo về đó, đi rút ADC bánh mâm thắng địa. Liền phản từ đầu đến đuôi, máy zin đầu chưa rớt. Máy móc zin đầu chưa rớt. Vì coi xe rất thẳng, anh em bán hàng bữa nay gọi là hôm nay em sẽ chốt anh chị những con xe nào nếu em bán giá vậy là coi như là hết tình lời 100-200 ngàn. Tại sao em phải chia sẻ? Mùa mùa này em khó khăn hết, sau qua cái câu dịch thì miền Trung hiện tại bây giờ thì cũng bổ đục rất là nhiều. Rồi nói chung là nói thì anh chị không có tin đâu, nhưng mà miền Trung bổ lục rất là nhiều, rồi miền Bắc thì xứ lạnh. Còn nói chung anh em ở đây thì anh em miền Tây mình thì đó, anh thấy công ty dịch giả và anh chị em về quê rất là nhiều. Thành thử em hôm nay em cũng cố gắng để sell những xe rẻ hơn, sẽ hơn phục vụ cho trước mắt là cho anh chị làm phương tiện đi lại. Và cái sau nữa thì sau cái giờ công việc mà bán để kiếm ăn sinh tồn nuôi vợ nuôi con gia đình lính tráng của em rồi, thì còn thừa là những đồng nào nhỏ nhỏ để thấy em cũng nói về tâm nguyện của mình thôi.
thì mình làm có lợi nhuận thì mình đã trả nó một chút xíu cho được của đời đi. Thì em thấy miền Trung cũng lũ lụt nhiều như vậy thì em cũng mong muốn rằng em bán được nhiều xe chút nữa để em có thể chia sẻ với đồng bào miền Trung của mình là tình thương trong cái mùa lũ này. Thì em cũng là một người con miền Trung mà quý anh chị đã đến thành phố Hồ Chí Minh đây được 20 mấy năm rồi, thì mình đến đây mình làm đủ nghề, đủ kiểu, đủ nghề lao động phục vụ bà con cô bác, chạy xe ba gác, đạp xích lô, làm thợ hồ sơn nước, em đều làm được hết. Làm miễn cái gì kiếm đồng tiền lương thiện trên bàn tay của mình là ok. Nhưng hôm nay em thấy những cái cảnh mảnh đời như vậy, thì mới vừa qua con cơn đại dịch thì mới vừa tạm ổn chút xíu thì lại đổ ập về mà mưa bão tới miền Trung, thì em thấy là miền Trung gánh chịu đựng thì bao nhiêu năm đó rất là khó khăn. Em cũng mong quý anh chị cùng chung tay góp sức ủng hộ cùng em trong những trái tim này. Em chỉ bán hàng thực tế và làm những được việc gì em muốn. Em cho người ta 1.000, em không vừa nói người ta là 1.000, em cho người ta 10.000 cũng không nói 10.000, đó là cái tâm nguyện của mình thôi nghe quý anh chị. Thì mong anh chị ủng hộ cho em nhiều nhiều hơn chút nữa, cho em một comment đây đó, một con si rú này quý anh chị. Biển số 93N2 85 39 11 thì em giảm tiền 10 triệu. Xe rất thẳng anh chị, đầu rồi cho rất mấy gì. Những cái gì em quay không rõ thì anh chị đây, đây một con Revo cũng rất là thẳng, đầu nồi chưa đất máy gì, 50i1 anh chị, 11652, bữa nay có 6 triệu đồng thôi một con Revo này. Thì con Revo đang thẳng tưng tà tưng. Thì xe cũ thì làm người mà anh chị, bao nhiêu năm tháng trôi qua thì tất nhiên cũng phải là gọi là mình còn cũ nữa không gì xe. Tại sao mình không trẻ hồi 20 tuổi mà còn cũ thì xe có thể đó anh chị. Dưới kính vẫn ngay cái lốc máy chủ Suzuki có nứt một chút xíu đó anh chị. Đó, còn xe máy móc gì thẳng tưng nghe. Chỉ lỗi một chút nào, còn chày thì phải tất nhiên phải có chày rồi, không thể tránh khỏi được, chứ không phải nói cái này con chinh cái nào can nào đẹp, không có đẹp đâu anh chị. Nó phải có cái điểm yếu của chiếc xe, màu đỏ, màu thân thiện nhất anh chị. Mà để tiếp theo thì em giới thiệu anh chị đây, một con quay A thiếu cặp vẫn ngoài, máy móc chinh, xe rất liền, nổ nhẹ te. Anh chị chạy đi làm thì Vivo 10 năm tình cũ luôn. Xe này 10 năm tình cũ, nó ra 2010 đó anh chị, thành 10 năm tình cũ đó. Quay A 70F1 ai về Tây Ninh bán với anh 70F1 02415 10 triệu 500, giảm 1 triệu, còn 9 triệu rưỡi nghe em, giảm 1 triệu còn 9 triệu rưỡi anh chị. Đó chưa, quay A còn đang Exciter em bán rồi, em chốt cho khách yêu rồi, đầu đồ chưa đất mấy thì em bán chỉ 15 triệu 500 thôi, phải dán kêu trầm nguyên con em bán vậy thôi, giá tình thường bình thường. Và hôm nay em về là đặc biệt làm về một con RX 110 bánh cam tháng đầm, RX 110 bánh cam tháng đầm. Xe rất thẳng anh chị, liền lạc từ đầu đến đuôi, chỉ không có sen, không có đài. Anh chị coi thấy đài em thấy không có đài, em báo anh chị hỗ trợ chính xác. 59V2 00831 13 triệu, em giảm 1 triệu còn 12 triệu. Máy móc thì không cần nổ rồi, thử xe 10 mấy triệu cần chỉ nổ, em bán xe mấy triệu nó chạy ngon rồi. Phải ra em ra làm sao, còn những xe này em hỗ trợ anh chị luôn, đợi em lên tên trước. Vì dòng xe ga em cũng có mà nó tào lao tùm lum hết trơn. Bữa nay em quay buổi sáng cho nó đỡ nắng, bữa nắng quá. Này em đem về, này một con quay 81H7 4 triệu, em không bớt nữa chị, 1, 2, 3, 5. Xe ăn quá liền. Hộp xe anh chị biết xe gì không? Quay A Sanda, nói hãng chẳng thằng Sanda Boss đó chị. Lốc máy Sanda, giấy tờ Sanda, 4 triệu đồng một con Sanda quay này. Mới mốt em ru về chạy luôn anh chị, có 4 triệu đồng một con Sanda cái bản Trung Quốc này. Em báo chính xác anh chị luôn, Sanda Boss. Xe liền về chạy thôi. Đây con này thứ 18 đây. Tính cho dọn cho lính cái điển dọn đây là thôi, cái bán chai mà dọn chay. Chai này 60B5 được quý anh chị. Vâng thưa, 60B5 một con Sirius RC. Xe độ xe đi trái 54 anh chị, trái 54 57 thì em cũng nhớ được quên rồi. 25384. Phục Olin. Mâm gích Ken Boy. Gấp Cusi. Bo Fuma. Máy móc gì chỉ đi rất cái đầu nồng, máy chưa trẻ nồi chưa rớt, chỉ là đi cái nồng đi 54 thôi. Trợ lực đồng hồ Goso, cầm đít lai,
Domina chứ. 14.500.000 giảm 1 triệu còn 13.500.000. Cái bận bẻ miếng hay gì đó, cái bận có bẻ miếng. Em báo anh chị luôn, mâm cách kênh bôi nghe. Đầu thì rút thái nghe, đó chính xác một xe này anh chị mua nội tiền dọn không có gần 20 triệu chưa tính tới xe. Mà đây một con 52GB3 này 5373. Thì con xe này là con xe Delan 125, xe nhập nguyên con nghe quý anh chị, máy móc em. Chỉ có 7.500.000 đồng giảm 500 còn 7 triệu. Ví dụ em không bớt em chia sẻ anh chị luôn. Xe liền lắm nghe, đều xe. Hồi xưa mua là 7 cây máy mà giờ tính ra còn có chỉ máy giờ có 7 triệu hơn chỉ vàng cho mấy anh chị. Lỗ 6 cây chính nè. Còn sắp trong này thì biển số thành phố Hồ Chí Minh nè, em bỏ trong này. Cái đèn nó bị miếng ở đây anh chị nè, em chỉ cho đây. 9 triệu giảm giá anh chị mình 8 triệu ai mua em bán cho. Còn em dọn này khác, em dọn bán hết rồi, con sắp kia em bán luôn rồi. Nè, nó cái đèn còn máy móc thì khỏi bàn cãi. 8 triệu đồng một con sáp này trời đất ơi. Nó bị cái đó. Tiếp tục nam về một Revo đẹp ơi là đẹp, biển số 67N1 anh chị 02247. Revo này nó 0267N1 xe An Giang nghe quý anh chị. Revo đẹp cỡ đại nhỉ. Máy móc zin đầu nồi chưa rớt, xe thẳng băng mới lột keo nghe. Anh chị biết chạy những xe này chắc quen pha luôn, biết đi và sử dụng xe này. Máy móc riêng đầu nào chưa rớt anh chị, chưa rớt một cát luôn anh chị. Đây. Tháng địa chỉ có 6.500.000 đồng một con Revo anh chị. Em lột keo mà chưa chùi hết keo anh chị, còn dính tùm lum này. Không có ai làm. Revo. Xe theo 5 tháng đấy. Cái yên người ta đi người ta khâu lại anh chị. Đó, nó đi sao em bán vậy đó, em chưa có làm gì hết. Dỗ bánh trước sau mới tin. Tại vì anh báo anh chị những gì lỗi lầm sai số cái báo anh chị hết để khỏi anh chị ngỡ ngàng trước khi tới cửa hàng. Nói chứ bây giờ em bán hàng mà em báo phải cho thực tế chứ em báo không thực tế anh chị từ xa anh chị chạy tới cửa hàng hụt hẳn cho anh chị tội nghiệp. Đây sắp em bán rồi chị Bình Phước rồi anh chị. Cọc cho em 3 triệu đồng rồi. Em nói láo, ở đây em bán hàng anh được anh chị yêu ái lắm. Bây giờ thôi bây giờ trong nhà mà ngoài phố thì đó. Còn nhiều em ra ngoài đường đấy để em quay anh chị mình coi những chiếc xe ga mới về tại cửa hàng để em quay anh chị mình tham khảo về dòng xe ga. Chứ còn làm người mà làm nghề thì không biết bao giờ mà làm cho hết được, đúng không anh chị? Nếu mình cần là anh đi con ngồi đây anh đi có gì đâu. Hôm nay em về một dàn xe ga đó anh chị, em quay anh chị coi nó Liberty nè. Lốc một xài ba van nè, em quay em báo cho anh chị luôn. Hai cho te này đi làm nè anh chị. Ritsico riêng nguyên con Lex 2013 Elizabeth FI phun xe điện tử hai gia te, tiếp theo là hai gia te Elizabeth FI Noya đời cuối, xe có đề xuất Alex 2008 và tiếp theo là con Akuju mua mới 38 triệu và bán mười mấy triệu, đau lòng không anh chị? Con này là con gì đây ta? XCR Landlink, em báo chính xác xe nhập khẩu. Một con Đài Loan. Và tiếp theo là một con BCX nằm đây. Đấy em hiểu BCX. Điều bị xe hôm nay thì em được biết anh chị một con Đài Loan biển số là 60B4 19777. Số cũng được á, 19777. Xe này thì liền lạc nguyên con. Xe có bán dặm anh chị, máy móc zin. Đầu nồi có rớt rồi, máy móc còn zin nghe, chưa mất cái gì, chưa thay món đồ gì nghe. Đài Loan zin nguyên con này. Nên xe này phải bán dặm cho anh chị chút xíu nữa. Tại vì hôm trước em qua có chỉ anh chị coi luôn. Em đi lái xe về, em chở anh cái xe tải thì cái này nó cạy vô nó có thùng. Nó cạy vô bị trầy cái này. Thì nghe em báo giá cho anh chị như vậy nha. Bán ra cái miễn phí luôn cho anh chị luôn nha. Phải bán lại bán những cái này. Thì có cạ tày cái xe đó em chở anh dùng cũng rất vui. Thôi kệ. Thì 15 triệu em giảm anh chị triệu luôn. Em bán lại vẫn để anh chị 14 triệu nha. Em bán lại rồi cũng vẫn giảm 1 triệu luôn. Bên em quay cho anh chị thấy thôi. Anh chị nào chốt cái xe này thì em sẽ hỗ trợ anh chị xe này. Chứ xe thì anh lâu ngành lâu năm rồi. Thì nó phải có cái gọi là gọi là nó tài xuất cho em sợ mới được anh chị đúng không? Một con đường lên.
Rồi, 150 ngay chứ 125 ngay anh chị, 100 đúng 150 ngay. Rồi là 150. Và tiếp theo thì bên anh chị một con này. Một con Lick XR xe nhập khẩu lên Lick, xe máy móc được em bảo hành anh chị 1 năm lần. 52X36628 này, xe này là liền em bán 8,5 triệu giảm chị 1 triệu này, riêng xe này em giảm 1 triệu nghe. Còn 7,5 triệu. Máy móc cực kỳ, một xe ga như vậy có 7,500,000 đồng. Xe không lỗi cái chị có trầy một vài chút thì tất nhiên phải có rồi, xe cũ thì không tránh khỏi được thì em cũng báo có cụ thể. Bên em về kế bên một con Google cực kỳ đẹp. Nè. Akido mà em cái Akuro em cái dùng túi á, Akuro nó xe không sơn dặm bắn túc của anh chị. 17,500 giảm chị 1 triệu, còn 16,500 biển số là 83P2. 83P2. Xe cũ thì không tránh khỏi sự trầy, nó có một vài đốm nhỏ nhỏ mà xe rất đẹp, nhìn chị lốp máy này. Xe đẹp lắm, mới tinh 2020. Đi có 10.000 cây à. Rồi tiếp theo là một con Arac 59N105020. 11,500 xe riêng nguyên con anh chị, không sơn dặm bắn túc có trầy cái cản này. Em báo cho nào trầy báo anh chị coi có trầy cái cản này, có trầy cái cản lốc máy anh chị này. Riêng nguyên con không sơn dặm này. Đó. Chỉ trầy cái cản, còn xe cũng có trầy vài đốm nhỏ nhỏ không đáng kể gì đâu. Riêng nguyên con bằng phờ ta dán lại chẳng đẹp ai biết. Nên đây vậy đó em cũng quay chị coi cụ thể luôn. Xe sao em bán vậy nghe, nó cản có trầy thôi còn vàng lông thiện theo 5 tháng. Thì báo cáo anh chị luôn, nhưng giá cũng hợp lý cho anh chị yêu mình nè, 11,500. Em giảm 1 triệu còn 10,5 thôi, 10,5 một con xe này thì anh chị nghĩ đi. Một lúc mua mới 40 triệu, bốn mấy triệu mà dưỡng ra như vậy. Nên em về một con Noya đời cuối anh chị. Đập kiến còn theo xe này. Xe có đầy xuất. Một vài chút nữa nha, nó có đầy xuất nè, quay nhìn là có đầy xuất nữa. Liền bằng 12,500. Biển số Tây Ninh 70D1 12,500. Giảm anh chị 500 nha, nếu em dọn luôn con này đàng hoàng cho anh chị luôn, em vẫn bán 12,500 cho anh chị nghe. Nó có chày đó anh chị không mà gọi là mới ken, em báo chính xác luôn nha. Một con Elizabeth nữ hoàng 2013-14 gì đây, biển số 61F104067. 04067, 8,3 triệu là giá em không bớt nghe, vì FI phun xăng điện tử xe liền lắm anh chị. Mình về mình chạy luôn thôi, không làm gì đâu. Máy móc em bao riêng bảo hành anh chị 1 năm. Xe này có 8 triệu máy bảo hành anh chị 1 năm vì chất lượng, em biết các cản có trầy. Cản xe này có trầy, anh chị muốn dán muốn dặm em dặm dùm cho anh chị. Đó, cản có trầy đảm bảo cản có trầy. Hôm nay em về một hai gia te là xin lỗi chịu không nổi, nó đẹp cực kỳ trong đời anh chị. 59F1 13450, 8,500,000 đồng giá em không bớt tại vì xe em mua cao. Anh chị nhìn có cái máy tại biển cạc nam quay được, nó mới gọi là mới như xe mới này. Cực kỳ tem anh chị, tem bọng này từ đầu đến đuôi, từ chân đến giò. Hai gia te đẹp thiện, có giá đẹp nghe quý anh chị. Máy móc cũng nổ như ông keo vậy anh chị nghe, em ru. Nhưng xe trước cái bẩn trước này có nứt một chút xíu anh chị, tại em chở hôm chở Đài Loan bên này về đây này. Không phải đó, ngay cái bẩn trước có nứt chút xíu, coi anh chị còn xa quá qua đó đó thằng. Đó, có nứt chút xíu dưới góc bẩn để anh chị có rõ ràng luôn đó. Rồi. Còn xe liền. Còn đây cũng là hai gia te 5,500,000 đồng. 61B1 06086. 5,500,000 đồng cũng tem còn, xe có đầy thước nhẹ nhẹ. Tem còn đi làm thì ok anh chị đây, 5,500,000. Hôm nay em sale giảm hết mức. Em mua bán những chiếc xe này cũng có lấy tiền ủng hộ một nơi một chỗ, nếu anh chị mua quẹo cũng bán luôn mà, để san sẻ và chia sẻ cùng anh chị yêu của mình. Em quay lại để em dèm gì em phải báo cáo anh chị rõ ràng những từng chi tiết, để anh chị ở xa tới mà đi từ Long An lên tới đây thấy cái xe không vừa ý của mình anh chị sẽ hụt hẳn ngay. Nếu em quay bán hàng là em quay em nói rõ ràng để anh chị trước khi áp dụng vào đồng tiền của mình tới mức độ nào, anh chị tới cái hàng chiếc xe anh chị có chạy gì liền. Còn anh chị tới nơi hụt hẳn phiền hà cho anh chị lắm mà em không muốn như vậy, nên em quay phải nói cụ thể thời gian hơi dài chút xíu nha anh chị. Elizabeth FE phun xăng điện tử màu hồng phấn, xe thẳng cân từ đầu đến đít nha anh chị. Biển số 59K1 53091, 8,5 triệu em không bớt. Rất là ok. Thì xe cũ thì nó ok một phần, nhưng mà xe mới 36-38 triệu bây giờ còn 8 triệu mà anh chị thấy lỗ 30 triệu, thấy trước mắt là như vậy rồi.
Nhưng chiếc xe này trước cái đèn xi nhan, trước anh chị ơi em quay rõ ràng luôn, nó có nứt một chút xíu bên góc này. Đó, xi nhan có nứt chút xíu bên góc ra, nó mất miếng đó, em có báo cho anh chị để rõ ràng, anh chị thấy ở xa nó chót cặp kiến còn theo xe nghe. Đây về con Lick 2013 63B1 này, 13493, 12 triệu giảm triệu còn 11 triệu nha quý anh chị. Nhân xe nản liền, lắc liền xe nước sơn zin nha. Nước sơn zin tem zin anh chị. Tem zin của nó là nguyên thủy của nó là có một cái chữ đây. Hai bà lần có một cái vạch trước cái chữ Lick là Lick bay đó. Đó, xe này cản có trời. Cản trời là cản zin, cản này có dặm nha anh chị. Cái này có dầm là cản mới, anh chỉ có anh chị trò chọn cái nào thì hỗ trợ em hỗ trợ giùm mấy cái đó cho cái tương tác, mấy cái đó thì đơn giản dễ mình cùng chia sẻ bên cửa hàng và là người mua xe. Cái thằng này của mình thì mình luôn luôn tôn trọng. Mình chia sẻ các bạn mình ơi chú ơi cái cản này hơi yếu anh, em coi cái cản thay mà anh hay là dán cái cản hay là bán cái cản là giùm anh, các em hỗ trợ cho anh chị liền. Và hôm nay em về một con Lick 2010. Nó cũng đẹp lắm. À, anh chị biết Lick 2013 là sao? 2013 là nó là tay gù. 22 1223 là đá chống tắt máy, tay gù mâm cong, còn đời này cái tay là tay thẳng. Năm thẳng thì một Lick 2010 xe có bán dặm anh chị, xe có bán dặm như xe mới, màu trắng đẹp cực kỳ, có bán dặm như xe mới. Ủa? Có sao quay vậy à? 61S2 7917 11 triệu giảm triệu còn 10 triệu, 10 triệu một Lick này mua mới 46 triệu anh chị, 44 từ 44 triệu đến 46 triệu. Thì anh chị yêu chọn con xe nào thì chốt những xe giá tiền đã bị cao. Anh em một Lick quốc đây. Hôm nay về một Lick Sico 52F7 4237. Xe chuyên nguyên con 10.500 bớt điện 9.500 anh chị, cái xe đi cái máy trời ơi em nói chị á. Em bao nhiêu cản có trầy nữa chị, cản bên này có trầy suốt này. Bên này không có trầy nhưng cái này em hỗ trợ cản cho anh chị, nên anh chị cần yêu cầu mua xe dán giùm cản em sẽ hỗ trợ dán cản cho anh chị nghe. Nước sơn zin nhé anh chị. 9.500.000 đồng một Sico, Lick Sico nước sơn zin. Và đến đây là tiếp theo một hai gia ta biển số thành phố luôn. 54X4 hôm nay em cho anh chị một cái giá bất ngờ mà để anh chị chạy đi làm á là liền là còn những xe mà em bớt sale lại không có bao ship anh chị, anh chị cứ trả tiền ship em hỗ trợ anh chị này. Con xe lấy em bán 6.500 thôi nhưng hôm nay em bán chị 5.500 một con 54X4 này. 8675 này, 5678 này chị số lượng ngược. À, một con xe nào quá tuyệt vời luôn. Mà xe rất liền thẳng anh chị. Có 5.500 thôi em bán hàng đồng giá cho anh chị chia sẻ về chiếc xe ta đi làm. Đó 5.500.000 đồng một con hai gia ta. Hôm nay em về một con Li Bạch Ti. Như thường lệ là 18 triệu. Tại sao Li Bạch Ti này 18 triệu phải giải thích chị hiểu. 61C134684 68 18 triệu bớt 1 triệu này là còn 17 triệu đây anh chị. Con này Li Bạch Ti là 3 van nghe anh chị. Lốc lớn lốc hộp xài 3 van FI phun xăng điện tử. Không có anh chị coi đó, xe thì đó. Li Bạch Ti. À, mỗi con xe một giá trị khác nhau. Chúng coi Li Bạch Ti 13-14 triệu anh chị cùng coi. Nó có giá hết. Em quay sơ lại cái đầu cho anh chị coi Liberty nè. Hai cho te nè. Thì ơi có chỉ vàng con xe vậy anh chị ơi. Một chỉ vàng một chiếc xe. Lick Sico nè. Con Lick màu trắng nè. Bảo hành chị một năm hết nha, chồng em không sợ nha. Lick màu đỏ nè, 2013 nè anh chị. Mâm đĩa trời ơi đẹp nè. Elizabeth anh chị, màu hồng phấn này, xe thẳng tân đêm chị, anh báo chị có lỗi đây, à, lỗi chỗ này chút xíu này, hai gia te này, hai gia te cột vào đây, cam trúc vào đây nứt một chút xíu này chị không chỉ rồi đó, rồi trước mới thấy được quay nứt này, em chỉ gì coi đó, hai gia te cột, Elizabeth FI, màu đỏ, có trong đồ em còn trắng đồ lắm, em không rửa thuốc ở đây gì rửa nước lạnh rửa không kịp bán chị ơi, nuôi da. Đó, cái biển đèn có trầy nữa không? Có mỏ về có trầy, nô da đời cuối. A lắc. Đều đều. Liền lắm. Duyên. A của vô nè. Và SCR.
Mà việc hôm nay em về một con này là một con gì ta, VCX phụ công. Xe này có bán dặm ngang chị, không phải gọi là xe zin, nhưng dàn chân là chưa sơn dặm bán túc này. Thì xe bự nên chị biết rồi, chiếc xe to mình sao nó không tày được, thì phải có tày thì người ta hỗ trợ bán dặm mình, dìm khỏi dặm thôi chứ làm sao tránh khỏi được đó. Thì xe đã bán dặm nên chị biết rồi, bán dặm trong chợ lớn trong ngoài dưới Thanh á, thì tất nhiên xe phải đẹp nữa, không có thì phải đổi lầm này. BCX đất còn anh chị, bán này bán có bán nhẹ đất còn 2011 anh chị đây, đất còn 2011 quan kỳ kỳ đó, đất còn có bán dặm nhẹ nhẹ, máy móc thì liền băng, bảo hành chị 1 năm, quá đẹp rồi, đẹp thiệt cả chứ. 61C1 154 16 23 thì em giảm triệu còn 22 triệu này. Quá thẳng một bài xích. Rồi bây giờ đây anh chị ta sẽ kế tiếp là một con A Black này, 2008 xe zin anh chị, mà có chạy trước nè, xe zin mà có chạy trước nè. 2008 máy móc zin nổ như cái máy đồng hồ luôn chị. Em ru nghe vàng long theo năm tháng, xe này em chưa có dọn dẹp nghe. Thì bây giờ em quay lên cho chị, anh chị muốn mua xe zin thì chốt xe zin, và tình trạng thì trước sau cũng phải dọn xe này thôi, nhưng mà vì nó là thêm đây cái bờ cổ nó ngã màu anh chị, nó không có được gọi như là mới ken. Thì xe cũ thì không tránh khỏi được những cái điểm yếu của nó, thì tất nhiên là dòng xe nào nó có trầy trước cản có trầy nên chị em báo luôn này. Máy móc gì cái máy thì khỏi bàn cãi anh chị, cục máy thì gọi là quá chắc. Biển số là 84K2 8606, 11 triệu giảm triệu còn 10 triệu. 11 triệu giảm triệu 10 triệu quý anh chị đó. Đây là chiếc xe zin, đây là chiếc lick cũng có chạy trước nhẹ nhẹ nghe, 2014 này, lick màu vàng đồng Lubix Alux Việt Nam lên Thái này, lên đẹp như xe Thái nghe chị. Alux 125 và AB đằng Lex. Còn đây là Alux Thái chính hiệu của nay già 2011, Liberty đẹp mỹ miều như trong cuốn truyện tiểu thuyết ngày xưa đó, đẹp cực kỳ, không lỗi lưu tên, không lỗi lầm nghe anh chị. Vespa Suzuki phiên bản mới, có xe có trầy vài đốm nhỏ nhỏ không mới ken anh chị đây. Suzuki ATV rồi, để báo giá Suzuki cho quý anh chị mình yêu mình cùng theo dõi và tham khảo chiếc Suzuki này. 61C1 xe mới, báo anh chị mua 33.500.000 đồng, giờ em bán 15 triệu giảm triệu còn 14 triệu quý anh chị. 63332 máy móc riêng bảo hành chị 1 năm, bảo hành 1 năm nha. Tiếp theo là Mazda 61B1 751 53, xe mới 75 triệu quý anh chị. Phiên bản mới luôn, xe mới 75 triệu giờ em bán có 305 33 triệu giảm chị 2 triệu rưỡi, giảm chị 2 triệu rưỡi nè. Xe thì cực kỳ. Ở đây là tụi em đem xe về chị được đất làm mà bán thôi, không có được ở gì hết nha anh chị. Còn chần chờ gì nữa anh chị, chốt Mazda này chạy đi. Mazda rồi, Liberty màu vàng đồng thì đẹp không lỗi lầm. Bữa nay 15.500 giảm triệu còn 14.500 này. 61B1 anh chị, 14878 này. Đó, trại cản chút xíu em chị, anh chị coi có trại đảm bảo trại nghe. Trại cản một chút rồi, còn hoàn thiện cặp kiến còn theo xe hết, lông lá còn nguyên. Alux Thái 2011 59N3, một đời chủ một người đây, 48716. Xe này đó thì xe zin nguyên con, chưa sơn dặm bắn túc, dàn chân chưa có xi ốc y tá xỉ tán anh chị đó. Nó sao có vậy? Xe bọc keo nguyên con, màu trắng đỏ, trắng đỏ đen ba màu anh chị. Alux đèn led 61N1 040 60, 24 triệu không bớt này. Xe này mua mới anh chị, lúc mua ra là 50 triệu á, giờ em bán nửa tiền. Này, xe cũng rất thẳng anh chị,
thẳng xe lắm. Nói chung cũng có trầy vầy đốm nhỏ nhỏ không thể hoàn thiện được 100% được. Từ khi xe cũ mà xe dọn thôi chị, chứ gọi có xe mới can ra cũng bị trầy 1-2 vết. Thì báo con cái cản có trầy vầy đốm như vậy đó, em chỉ cho. Alac 125 phun xăng điện tử. Biển số 94E1. 94E1147 đừng nói chuyện bao quay phim không ơi. 94E1147 64. Tình trạng xe. Máy móc zin đầu nồi chưa rớt, bảo hành chị 1 năm tới 18 tháng cũng được nữa, không quan trọng xe này. Nhưng cái cản có bắn dặm, chị bị cản trầy là phải bắn dặm rồi, cản có bắn dặm. Thẳng từ đầu đến chân anh chị. 25. Nó thì lúc khi bán hàng và quay hàng thì cái nghề làm giao trong họ như em thì trong những cái sai sót lỗi lầm, những cái gì mong anh chị thông cảm cho em nghe. Thì em cũng bán hàng có gì đôi khi là cũng có sự sai sót, nhưng mà nói về tâm đức tự nguyện hay nguyện vọng của mình như thế nào thì một khi ông bà nói câu anh chị ơi, nói xin lỗi mô Phật, kiếm củi 10 năm đốt có ngày, nhưng mà lòng em sao không nói vậy. Em muốn tạo cái điều kiện uy tín cho bản thân và cửa hàng của em, hết sức hết tình để phục vụ bà con bác anh chị mình, chứ không phải để bán hàng. Hôm nay tại sao bán hàng mà những người anh ở miền Tây gửi quà lại cho em nè, rồi có những người ở ngoài Hà Nội gửi quà vô nè, rồi tại sao một dòng họ người ta gia đình mua được hết, bác mua một chiếc em mua một chiếc, hai ông bạn già đi uống cà phê mua xe của em chạy ngon quá, hỏi mua đâu, mua Thái Bảo, khỏi cần coi nữa, khỏi cần coi YouTube, điện thoại cái cho hỏi có xe đó ông chú gửi cho anh chiếc. Em một khi đã ship xe đi thì em cũng hết sức tận tình hết mình, nhưng trong khi mà sự sơ suất của cái xe như khi lấn tráng vậy nó quên thay đi bình nhớ không, quên bỏ đôi kiến thì là sai nguyên tắc của em xin lỗi hết quý khách anh chị mình nghe. Thì những cái gì em nói là làm ăn là cũng phải có nhiều cái sơ suất chứ không phải hoàn thiện được 100%, vì nó cũng phải có lỗi lầm thì anh chị cũng bỏ qua. Những người lớn tuổi hay những anh chị một cô bác gì thì đã từng va chạm xã hội thương em thì hiểu cho em, còn bây giờ bán xe cũ mà cứ nói mắc hay là rẻ, xin lỗi anh chị, thưa anh chị, không có gì mắc, không có gì rẻ. Chất lượng Việt Nam mình luôn luôn đi đâu với thực hành, vì cái giá cả xác thực của nó là như vậy. Thì một chiếc xe 4 mấy triệu còn 10 mấy triệu phần trăm được bao nhiêu đó thôi, chứ đòi hỏi hoàn thiện như một chiếc xe mới cũng tội cho em, chứ đâu phải ở đâu mà đi mua được chiếc xe này. Cũng tan đê dưới búa cực khổ đi cả ngày lặn lội như một con cò con bạc lặn lội ngoài sông để kiếm con cá đem về, bữa bắt được con cá thơm thì nó cũng có lời được đồng, mà bữa bắt nhầm con cá ương thì nó cũng phải chấp nhận cuộc đời phải chịu thôi anh chị. Nhiều khi mua xe vậy chị biết không, đâu có coi đâu, trong đó đâu có nổ đâu, coi mình mua mình đem về tới nhà rồi đến chừng nổ lên máy keo, bỏ tiền nó làm cục máy lại mất đi mấy triệu bạc, nhưng vẫn bán cái giá theo giá thị trường, thì anh chị cũng hiểu cho em. Hôm nay một con Alac Việt Nam lên Thái này quý anh chị, đây một con Alac Việt Nam lên Thái, lên 2010 lên Thái, cũng giống em xe Thái không khác cái gì hết. Nhưng anh chị nào cầm vô cái giấy thì mới biết xe giấy Việt Nam hay giấy Thái thôi, chứ còn ở ngoài mình chạy thì chiếc xe ngoài đường giống như nhau hết, không khác cái gì hết. Đó, 21 giảm 2 triệu còn 19 triệu này, 54X7 anh chị, 9423 nữa. Alac Việt Nam lên Thái nghe. Rồi, còn đây là một con lết mẫu mới 61G1357-76. Chiếc này thì xe có trầy xước một vài chút anh chị, không còn mới kia. Thì nữ đi người ta không có kỹ, tại cái bạn gái đi vô trong chỗ cơ quan làm, bất cứ chỗ nào học sinh sinh viên gửi xe cũng phải có bị trầy xước đó. Em coi anh chị coi, 1 lít 19 triệu em giảm chị 1 triệu còn 18 triệu, có thể giảm thêm anh chị ít đồng tùy theo chiếc xe em chia sẻ, em giảm được cho chị mình nghe. Chiếc nào em giảm được là em giảm cho chị mình liền, mà không giảm được thì cũng phải chấp nhận thôi, tại vì em cũng không có lời là em chia sẻ đem bán ra hàng cho họ anh chị mua gì em để muối để làm gì. Em cầu mong có khách hàng để vô cái like của mình, thì anh chị cái chốt like nhiều, chọn like nhiều cho em, đăng ký kênh của em đi, có những gì em chia sẻ cho anh chị hết mình luôn nghe, em chia sẻ hết luôn. Một lít đây, và một con Louis VX. Louis VX hiện nay là Louis VX này là Louis VX thường anh chị, không có FA. Biển số là 86 anh chị, 86B8 anh chị. 11 thì em giảm chị 1,5 triệu luôn, còn 9,5 triệu một con Louis VX, thì hôm nay em bán có 9,5 triệu đồng một Louis VX nha. Xe rất phẳng về chạy luôn em quý anh chị. Và để tiếp tục hôm nay thì em giới thiệu anh chị review xe trong nhà. Còn những con xe này thì hôm nay Thái Bảo có thể làm thêm 2 clip. Clip 1, clip 2 về số lượng xe nhiều quá em quay không hết. Thì hôm nay em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình một chiếc xe Alac Thái 2010 biển số Thủ Đức luôn anh chị. Xe này thay dàn áo mới nguyên ngay vậy, vì xe tài người ta ra hãng nè, ốc nhái cực kỳ đẹp mấy quý anh chị. Để hãng thay dàn vỏ trước vỏ sau là khỏi bàn, cái xe mấy chục triệu mình tính cái vỏ làm gì. Thì chất lượng của em đưa ra là như vậy đó, Alac Thái anh chị.
xe còn thẳng anh chị. Biển số 59X2 50536, 9 nút anh chị, 45 triệu giảm chị 2 triệu còn 43 triệu xe này, 43 triệu một ớt lái 2010, ngay chủ ngay tên. Đây, máy móc gì ốc nháy còn đẹp lắm anh chị. Đó, chỉ thay dàn ốc mới thôi nha anh chị. Đó, em bảo chính xác. Ốc mới có 11 triệu anh chị ạ. Chủ xe gặp mình thì mình đi dặm lại cho người ta đi thay. 11 triệu dàn ốc là thấy. Và để tiếp tục review xe thì em cũng còn trong này Xega thì em cũng làm cho anh chị mình coi luôn, rồi em sẽ quay qua dòng xe số của clip 2. Thì báo cáo anh chị luôn, cái vị đón theo dõi bữa hôm nay là clip 1 và ngày mai là clip 2 của em. Thì em mới thiệu anh chị một Alex đầu bò 83D1 anh chị, 05514. Chiếc xe này vỏ bánh trước sau mới tinh nghe, đầu nồi zin máy móc chưa rớt liền băng. Xe rất liền nghe, từ trước ra sau nghe, bên hông chưa có đầy xước anh chị, vận hành tốt. Sao hôm nay sao nó mệt dữ trời, khoai sáng quay mà nóng quá, áp lực nặng quá anh chị ơi. Mỗi lần quay xe là khó lắm. 83 này D1 anh chị, giá 14 triệu em giảm triệu còn 13 triệu một Alex này, anh chị mua chạy đi còn ngày mà đợi chờ gì nữa, đúng không? Calendar riêng nguyên con, xe riêng Calendar, xe riêng nguyên con mua mới 46 triệu. Biển số 37E1 39971, 20 triệu giảm triệu còn 19 triệu anh chị. Xe nói chung xe còn là ok, chất lượng còn 85% anh chị. Xe có tài cái cản nhẹ nhẹ đó anh chị thấy, em quay cho đậu đỏ sát sát chị coi luôn. Còn dàn lông không tài em mới lột keo ra, những cái gì có dặm có bán tốt em báo. Còn xe gì em sẽ báo anh chị cụ thể luôn, mặt trước mặt sau của Lexico này, của Render này là ok. Tiếp theo là Vision mẫu nhỏ và con Liberty bên kia. Một con 93P1, 93P1 anh chị, một con 93. Hôm nay bữa em quay buổi trưa nó hơi bị nắng quá, đợi sáng sớm ra giờ ngủ dậy đó thì anh chị chưa ăn sáng luôn, chị chưa uống cà phê luôn, phải quay xe để cho anh chị mình xem, tại vì mấy ngày này em không có quay mà em lên sóng là cho anh chị cùng coi. Một con Vision biển số 93P1 này, 27179, số đẹp không, 79 đuôi thần tài anh chị, 14 triệu 500, giảm 1 triệu còn 13 triệu 500. Xe này máy móc zin đầu nồi chưa rớt, bảo hành anh chị 1 năm, chất lượng như nào em nói, nó vỏ bánh trước sau về vận hành chạy luôn, cái cản có dặm lại nhẹ nhẹ anh chị. À, tem zin xe zin cái cản có dặm, mỗi cản có chày người ta dặm lại cản thôi đó, thật ra là như vậy đó. Em phải báo chính xác một chiếc Vision thì có 13 triệu 500, thôi một Vision quá đẹp anh chị ơi. Cái nào đẹp thì em khen nó đẹp. Đây một con Li màu đỏ, em có quay 2-3 lần rồi, thì báo cáo anh chị á, 61P1 này, 23031 này, 15 triệu giảm triệu 14 triệu đó. Xe đẹp anh thiệt anh chị, nhìn cái máy móc này cực kỳ. Nhưng em báo trước chiếc xe này là chiếc xe màu đỏ anh chị, Liberty màu đỏ nhưng giấy nó là màu xám anh chị, không phải màu đỏ, xe không lỗi lầm. Hai kiến còn theo xe không lỗi lầm là giấy màu đỏ, người ta thích dàn áo màu đỏ phong thủy, người ta vô một dàn áo màu đỏ người ta chạy thôi. Còn nếu anh chị mua xe này cần thiết hỗ trợ hồ sơ, hỗ trợ thôi anh chị, về ra tay màu đỏ cũng được. Hoặc là anh chị muốn dàn xám thì em hỗ trợ màu xám là cho anh chị. Đây chính xác một Liberty của em. Tiếp theo đem về có một con nô 5 này. Và một con nô 6 này. Nô 6 đẹp tuyệt vời, chị với xe đét với chốt mà bữa nay lần này em bán thiệt luôn, em không giờ gì nữa. Một con nô 5 tiếp theo. Thì con nô 5 này nói chung là có trầy trước anh chị, xe cũ thì nó không thể gọi là mới can xe ban được. Em có báo anh chị rồi, xe zin phải là như vậy. Thì liền lạc dàn áo liền lạc, không té bẻ nghe, không té bẻ nhưng có trầy trước. Có em quay anh chị thấy có trầy trước không? Nhẹ nhẹ có trầy đó. Đây cái may nó có trầy. Máy móc zin đầu nồi chưa rớt, bảo hành chị 1 năm, giá bán là 11 triệu 500, em giảm chị hẳn 1 triệu rưỡi luôn. 1 triệu rưỡi luôn, chỉ còn có là 10 triệu thôi. 66F1 xe Đồng Tháp 10 triệu anh chị. Rồi Novo 6 này thì coi chung là xe đi mười mấy ngàn cây, nó quá đẹp. 66G1 anh chị này, hai con Đồng Tháp ở kế bên nhau luôn. 21889. Máy nè. Cũng như coi đó, dàn lông dàn lá là không tài không tì vết anh chị. Không lỗi. Novo 6 có đẹp thì giá phải ra đẹp, mà nó yếu thì giá ra yếu nghe anh chị. Thì tiền nào của đó có nói anh chị chất lượng về chất lượng rồi. Đây Novo 6 17 triệu 500, giảm triệu còn có 16 triệu 500, là một Novo 6 mua mới 38 đến 40 triệu nghe anh chị. Em báo chính xác giá thị trường luôn cho anh chị yêu mình. Và tiếp theo một Novo 6 này,
Đây, 16 triệu em giảm chị 2 triệu còn 14 triệu luôn. À, máy móc thì tự nhiên cục pin em bao anh chị luôn. Đầu nồi chưa rất nhưng dàn lông có hơi trầy trầy thì cái giá này em mua giá này em bán giá đó cho anh chị ạ. Bữa trước em bán 16 triệu thì thôi em giảm chị. Bảo hành chị 1 năm. À, xe như mấy chỗ này có trầy em quen chị coi đó nó có trầy xước. Cho mấy các bạn nó có trầy thì cũng báo có trầy. À, dàn lông dàn lá thì không bể miếng nào, không có té nặng, xe không té ngay như nào, té là em báo anh chị xe té, em nhìn em biết cái cổ là em nhìn qua là em biết xe té rồi. Bom nam về một con. Đó, nô 561G1 anh chị. 260818. À, xe này là có chạy suốt anh chị, có chạy suốt này. Máy zin, máy móc zin bảo hành chị 1 năm chưa động. Có chạy suốt này, giá chỉ có 9.500.000 đồng, 10.500 giảm chị 1 triệu còn 9.500.000 đồng. À, những cái gì em báo trên cái trang của em là chính xác 100% để anh chị mình khó hụt hẳn. Tại ở xa ở Bình Dương, Túc Bến Cát hay Long An anh chị chạy lên đây ha, ở Tiền Giang lên đây thấy cái xe vậy không vừa ý mình chẳng thà nói từ đầu đi. Hoặc là anh chị các bạn Zalo chụp hình cho em coi kỹ thì anh chị chạy tới lấy những chiếc xe nào mà anh chị yêu thích. Chứ tới mà cái xe như con cóc mà nói xe đẹp lắm, xe keng quay lướt qua vậy nè. Rồi xe keng, keng cái chỗ nào mà keng không keng được, em nói được, ăn không được thì nó không được, mà được thì nó được. Tiếp theo hai Vision mẫu nhỏ nữa. Nhà em bán rất là nhiều xe rồi anh chị, mình để trống nhà. Alex 2010 và một con Alex màu trắng đỏ. Alex màu trắng đỏ 2014, mâm đen. Alex màu trắng đỏ, à, xe liền lắm chị nhưng phải có trầy một vài chút này, xe zin là phải có trầy, anh chị biểu mới là em không có thể làm mới được. Mới thì em qua dọn nguyên con mà vậy cũng quá. Chiếc xe có trầy một vài đốm mà mình đi dọn nguyên con mà thấy đau lòng quá, em không thể dọn được. Đó là em báo chị là có trầy nhưng mấy cái vết trầy nhỏ nhỏ này là tất nhiên phải có trầy này, không tránh khỏi được anh chị đó. Anh chị thấy trên cái mặt nạ có trầy mấy chút nhỏ nhỏ này. Rồi đồng hồ đó anh chị thấy. Quá liền. Biển số 59N221 triệu anh chị. 21 triệu em giảm chị 1 triệu còn 20 triệu là chính xác, những cái xe nào em được giảm, những cái xe nào em cứ đánh giá xe là không bớt. Tại em không sẽ không bớt cho anh chị những xe đó, mà xe nào có bớt là sẽ báo anh chị em bớt rồi. Thì những lần gì em nói trên cái livestream của em là thật sự là như vậy đó, anh chị cứ chọc hàng mà coi. Và tiếp theo là con Alex 2010 36P9 này 0312. Xe này thì nói chung là nó zin như cục pin từ đầu đến đuôi nhưng nó phải có trầy trước một vài đốm gì. Anh chị ơi, máy thì máy zin hết nè. Không làm thì bảo hành anh chị luôn nè. Bao zin bảo hành chị tới 1 năm, 5 rưỡi, 2 năm cũng được, nó xem rồi đó, nó có chạy chị coi giùm em. Rất là liền xe. Thì tới 5 tháng giá cũng hợp lý cho anh chị yêu luôn. 17.500 giảm anh chị hãng 1 triệu rưỡi còn có 16 triệu thôi. 16 triệu một lát 2010 mua mới 40 mấy triệu. 40 mấy triệu phun xăng điện tử FI, anh chị chạy đi. 3 chỉ vàng. Chưa được 3 chỉ vàng nữa một con Alex này. Thì em báo cáo anh chị chính xác luôn. Còn Vision màu trắng thì đây. Trắng liền cũng sạch nghe, xe sạch nghe. Chứ gọi là đẹp ke không có cản có trầy, cản riêng này vậy, cản riêng chưa có dọn là cản có trầy. Dàn lông không trầy. Máy móc gì? Đầu nồi chưa rớt. 14 triệu giảm triệu còn 13 triệu. 62P1 Long An này. 20854. Còn 10 giảm còn 13 triệu. Thì em bảo hành chị 1 năm lần, tại vì bán xe anh chị cũng biết rồi, trong sự bảo hành là rất là khó khăn cho em chứ không phải là gọi là em lợi nhuận một chút xíu, nhưng mà đó thị trường là có thị trường hết chị, nhưng chị chọn bên cái chuyện lần bảo hành chất lượng như thế nào thì anh chị cứ ok để em hỗ trợ anh chị hết nghe. Và tiếp theo một Vision cũng màu nâu mặn. Màu nâu mặn này xe riêng nguyên câu luôn. Cản có trầy nhiều. Cản có trầy nhiều, cái cản thì không quan trọng đối với em rồi, em làm cho anh chị đơn giản. Biển số Thủ Đức một đời chỗ một người đi. Xe này của ông anh ngồi Vạn Phúc, ông qua một chiếc xe rồi, vẫn mua chiếc nữa rồi, ông bán chiếc này, xe này của anh đừng đi. 40818. Đó, xe rất là thẳng, 14 triệu giảm triệu còn 13 triệu giá Thủ Đức anh chị, thành phố Hồ Chí Minh ngay chỗ ngay tên. Cái lốc đẹp cực kỳ. Lốc đẹp cực kỳ. Đó, xe thì em nói là có chạy suốt chứ không gọi là mới keng. Nhìn nhá, đôi mà đã đi đến đó, nó có vậy. Vision. Trong lúc em quay những gì không rõ thì anh chị hỗ trợ đi màn hình, em hỗ trợ cho anh chị hết mình là để quay lại anh chị coi đây. Novo NVX. NVX quá xì mất cây. Vỏ bánh trước sau như một như xe mới. Không trầy xước, không lỗi lầm nghe anh chị. Quá xì mất cây. Chính xác và chính xác. 24 triệu. Giá bán thì hôm nay em sẽ sale cho anh chị 1 triệu còn có 23 triệu mua mới 50 mấy triệu chị ơi. Máy đẹp nè anh chị. Đó, máy đẹp cực kỳ, cặp vỏ thì mới tinh luôn, cặp vỏ thì có thể anh chị chạy 3 năm nữa chưa động tới cái vỏ luôn. Dắt liền và dắt liền đó, một con NV của em. 59S2. Đó, em quay cho anh chị coi nào. Giá có 23 triệu đồng, 24 triệu em giảm triệu còn 23 triệu. Chia sẻ anh chị hết mình luôn, anh em giảm giá lại là giảm giá thêm. Cái nào bán không được cứ kẹt ra cho anh chị yêu đi. Còn đây là một con SH. Thì nói anh chị nào xe mà xả đi mà nặng quá thì phải để ở nhà đây, hơi to thì anh chị nào mà tướng đồ chút lấy SH ở đây. SH 2017 quý anh chị. Phiên bản Sport.
phiên bản Seabot 2017. 150 CBS, 150 CBS, anh chị không có ABS, CBS 150. Xe màu xám tro này, màu mình chỉ đem một cái màu gì không biết, bán xe còn không biết màu nữa. Rồi, anh chị cứ coi này. Trên dưới 70 triệu anh chị, trên dưới 70 triệu thôi. Anh chị cứ coi vô là anh chốt xe này cho trên dưới 70 triệu này. Một con xe quá liền, mua mới 100 mấy anh chị ạ. Mà bạn mãn này hàng bỏ mẫu không có hàng nữa, nó hơi căng giá. Thôi thì bây giờ cái thời lượng nó cũng là clip 1 rồi, hôm nay em sẽ làm 2 clip. Bây giờ Thái Bảo quay một clip 1 trước là đúng 1 tiếng đồng hồ thì phục vụ bà con bác anh chị mình. Thì Thái Bảo cũng có gì hơn, cảm ơn quý anh chị bà con cô bác gần xa đã ủng hộ cho Thái Bảo. À, cửa hàng nhà máy tạo suốt thời gian qua rất là nhiều xe rồi. Thì đặc biệt hôm nay Thái Bảo cũng cảm ơn quý khách hàng và để tri ân khách hàng những cái xe nào mà đã mua qua em cửa hàng em rồi tới mua được em giảm giá cho anh chị là cái thứ nhất. Thứ hai luôn luôn tôn trọng anh chị là niềm hạnh phúc của đời em. Vì dân bán hàng phải người bán hàng là phải có người mua hàng. Thì em cũng cảm ơn anh chị rất là nhiều và xin chúc quý vị anh chị một ngày bình an, đại bình an, hạnh phúc và gia đình cùng người thân. Và chào quý vị anh chị hẹn gặp lại trong clip 2 tiếp theo của xe máy Thái Bảo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều, chân thành cảm ơn.